Rất vui, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Huy Vlog. Ngày hôm nay Huy sẽ phục vụ các bạn một tập truyện ma mang tính chất có thật của một tác giả mà hẳn là một số bạn cũng đã biết tới, Tiểu Hỏa Long. Để ủng hộ Tiểu Hỏa Long thì Huy có để đường link Facebook là nơi mà Tiểu Hỏa Long sáng tác mới những tác phẩm của mình ở trên Facebook. Các bạn có thể vào để theo dõi và đọc truyện của Tiểu Hỏa Long, cũng như là ủng hộ cho em ấy nhé. Khi nghe video thì hãy nhớ bình luận thật nhiều ý kiến của các bạn để ủng hộ cho Huy, cũng như là hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để mà nhận thông báo mỗi khi Huy lên truyện mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Truyện ma có thật, Cần Thơ, ký sự 12 giờ đêm. Tác giả Tiểu Hỏa Long. Câu chuyện thứ nhất: ma chết đuối dưới chân cầu Nhị Kiều. Ngày trước tôi sống cùng với ông bà ngoại ở đường Hùng Dương, ven sông gần cầu Nhị Kiều. Ngày đó lúc chưa còn làm bờ kè, bên đây sông có mở một quán cà phê, còn bên kia sông là chợ Bích Nại hay là Mít Nại gì đó, còn có một tên khác là chợ An Nghiệp. Bà chị trong xóm của tôi tên là Hằng, thường hay đi làm đêm ở quán cà phê dưới mé sông đó. Nhưng mà chuyện chẳng có gì nếu như ngày đó không xảy ra một câu chuyện ly kỳ mang đậm tính chất tâm linh trong đó. Có một lần tôi ra quán nước cô Thảo ở ngay trước nhà mình ngồi uống nước, tôi vô tình nghe được bà mẹ của chị Hằng và cô Thảo, người thuê sân của ông bà ngoại tôi để mở quán nước, tám chuyện với nhau. Nói đoạn, mẹ chị Hằng cất lời: "Nè bà Thảo, bà có tin trên đời có ma không? Cái vụ gì nữa bà nội? Con Hằng đó, con gái tôi á, dạo này sao nó kỳ lắm?" Cô Thảo ngạc nhiên: "Kỳ mà kỳ làm sao? Không biết nữa, tự nhiên á, có hôm qua con Hằng nó đi làm khuya về nghe, nó mở cửa nhà ra, thoáng nhìn á là tôi tá hỏa tâm linh luôn. Nhìn nó như cái xác chết trôi đó, da thì trắng bệch à, mà lúc nào cũng than lạnh rồi than đói. Hôm qua nó ăn một lần cả ba tô cơm bự luôn á, mà nó còn than đó. Ý trời Phật ơi, có thiệt không vậy?" Mẹ của chị Hằng gật đầu: "Thiệt chứ sao không. Không tin á, chút tôi dẫn nó ra cho chị coi, mới bị ngày qua thôi à." Không hiểu sao khi nghe đến đây tôi lại thấy tò mò vô cùng, cũng phải ngồi nán lại thêm một chút để được tận mắt xem rõ. Được một hồi lâu sau, dạ đúng y như lời mẹ chị Hằng kể. Chị Hằng lơ ngơ từ xa xa bước vô quán, nhưng thoạt nhìn tôi không thể nào tưởng tượng ra nổi, trong cô ta cứ như bị thiếu đi sức sống vậy. Cái mà người ta thường hay gọi là bị mất vía, dáng người đi cứ như một người vô hồn, gương mặt thì lúc nào cũng trắng bệch, mà trắng cái kiểu xác chết đó. Vừa trông thấy cô ta tự động tránh né, như thể sợ một thứ gì đó mà chính tôi cũng không thể nào biết được. Nói đoạn cô Thảo mới cất lời: "Ê nè chị, cho tôi xin lỗi trước nghe, nếu mà lỡ lời. Tôi thấy con bà đó coi bộ như đang bị ma nhập đó nghe. Cẩn thận á mà đi nhờ thầy đi, chứ để lâu á nó hành hoài sao con nhỏ chịu nổi." Mẹ của chị Hằng lúc này mới thở dài đáp: "Ai, tôi á cũng có biết ông thầy ông bà nào đâu mà dẫn nó đi. Hôm trài cứ nằm mơ suốt, cứ thấy một con bé nào chạc tuổi con Hằng á, nó kêu nó lạnh quá nghe, nó xin ở nhờ, rồi nó còn nói là nó đói nữa." Bà Thảo nghe vậy cũng nói theo: "Trời ơi, bà tìm đâu mà xa. Đây nè, nhà ông bà Chính Dần. Ông Chính ông giỏi lắm mà nghe, chắc con nhỏ qua đó coi sao. Ủa mà đây nè, con bé Trân cháu ông nè. Nè Trân, con coi á, dẫn mẹ của chị Hằng vô nhà gặp ông ngoại con được không?" Cô Thảo vừa nhìn sang chỗ tôi vừa hỏi. Kỳ thực lúc đó tôi còn nhỏ lắm, chưa hiểu gì,
nghe mấy câu hỏi cũng chỉ biết gật đầu rồi chạy tót vào trong nhà. Một lát sau, mẹ của chị Hằng mới dẫn chị ấy qua nhà tôi. Đứng trước cửa lúc này là ông Chính Dần, ông ngoại tôi đó. Ông mới hỏi: có chuyện gì vậy cô Năm? Bà Năm nghe ông Chính hỏi cho nên cũng thiệt lòng kể hết cho ông nghe tường tận sự việc. Ông ngoại tôi hỏi tiếp: Ủa, rồi nó đâu? Dắt nó qua đây cho tôi coi. Bà Năm lúc này mới kéo tay chị Hằng ra, đứng trước mặt ông ngoại. Nhưng cô gái tên là Hằng ấy cứ như là sợ thứ gì đó vậy. Cô ta không dám ngước nhìn ông tôi. Được một lúc sau, ông ngoại mới kêu bà Năm dẫn chị Hằng vào trong điện thờ nhà tôi. Nhưng khi bà Năm kéo tay con gái thì có kéo thế nào đi nữa, chị Hằng cũng không chịu vào. Chị ta cứ luôn miệng nói: Con ơi, con không vô đâu, cho con ở ngoài này đi, con sợ lắm, làm ơn cho con ở ngoài đi. Phải đợi đến khi có 4-5 người đàn ông kéo vào, ấy vậy mà cô ta cũng không thể nào bước được nửa bước qua cánh cửa dẫn vào chính điện. Đứng nhìn một lúc, thấy không ổn cho nên ông của tôi mới đích thân ra nắm tay chị Hằng, kéo vào tận trong nhà, rồi đưa chị lên gác. Vì nơi thờ cúng cửu tuyền và sư phụ của ông tôi khi đó nằm trên gác. Lúc lôi cô gái trẻ đó vào, cô ấy càng đi càng la dữ dội hơn. Nhưng nhìn kỹ thì tôi còn thấy chị ta cứ đưa tay lên che trán lại, cơn máu nổi cộm lên hết khắp cả tay chân. Chị Hằng khóc không ngừng. Khi đã yên vị ở bàn thờ tổ và cửu tuyền nhà tôi, khi đó tôi len lén đứng sau tủ thờ cho nên nhìn thấy rất rõ. Ông tôi ngồi xuống cạnh chị Hằng và hỏi chuyện chị ta: Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cô gái trẻ gật gật đầu qua lại nhưng vẫn không dám ngước nhìn ông. Chị ấy đáp: Con tên Thu, con 18 tuổi. Ông ngoại tôi lại hỏi tiếp: Mày chết ở đâu? Sao không về nhà đi? Sao lại lang thang đột nhập vào hành con gái người ta như vậy? Cô gái trẻ vẫn rụt rè nói: Con ở bên kia sông, con buồn mẹ con lắm. Có lần ra ngồi ngay mé sông, trượt chân té chết, xác trôi dưới chân cầu. Con muốn về mà không ai gọi con về. Ông ngoại lại hỏi tiếp: Vậy bây giờ có ra khỏi xác người ta hay là không? Nghe đến đây, cô gái kia lại vừa khóc vừa vật vã trả lời: Thôi, con không ra đâu, con lạnh lắm, cho con ở đây đi, đừng đuổi con mà. Thấy không ổn, ông ngoại tôi mới lật đật lấy từ trên bàn thờ cửu tuyền ra một chén nước. Đến cả tôi là cháu của ông mà tôi còn không biết cái thứ nước ấy là gì. Chỉ biết rằng khi cái thứ nước đó vẩy vào người chị Hằng thì chị ta kêu gào lên trong đau đớn mà van xin: Thầy ơi, thầy tha cho con, đừng đánh con nữa, con đau lắm, thầy ơi con biết lỗi rồi. Nhưng dù chị ta có van xin như thế nào đi nữa, đến khi ông ngoại hỏi có chịu thoát ra hay không thì chị ta vẫn lắc đầu. Nói đoạn, ông ngoại lúc này mới ngậm dầu lửa phun vào 3 cái nén nhang được cắm sẵn trên lư hương, rồi đọc lẩm bẩm câu chú gì đó trong miệng. Sau đó lại phun tiếp lên người của chị Hằng. Cứ thế mà vừa đọc chú vừa ngậm dầu lửa phun vào thì hồi lâu chị ta ngất xỉu. Sau đó ông của tôi lại lấy ra một lá bùa rồi đeo vào cổ của cô gái kia. Cái thứ bùa quyền diệu ấy tôi được nghe bà ngoại kể lại rằng đó chính là bùa lèo, chuyên dùng để đuổi tà đuổi ma rất hiệu quả. Sau ngày hôm đó, ông ngoại tôi cũng dựa theo những thông tin mà vong hồn của cô Thu nhập vào xác của chị Hằng khai, mà qua đó tìm được gia đình của cô ấy. Ông có qua đến bên mé sông bên kia cầu Nhị Kiều, bây giờ là bờ kè Đinh Tiên Hoàng, để hỏi xem có mẹ con nào tên là Nguyệt và Thu sống ở gần đó hay không. Vẫn may là ông tìm được người dân bên đó
chỉ qua một căn trọ gần đó. Nhưng mà là ở bên kia sông, cách cầu Nhị Kiều chừng vài trăm thước. Lúc này người ta mới kinh ngạc khi biết được là ngày trước cũng có hai mẹ con thuê trọ ở đó. Người mẹ tên là Nguyệt, đứa con gái tên Thu. Sau khi gặp và nói chuyện trực tiếp với những người sống lâu năm trong căn trọ đó, thì ông ngoại tôi mới biết được là ngày con Thu còn sống, nó hay quậy phá trong nhà, hai mẹ con hầu như ngày nào cũng cãi nhau cả. Cho đến khi bà Nguyệt, bà ta tưởng con gái của bà bỏ nhà đi mất tích rồi, thì bà ấy cũng chuyển trọ đi nơi khác, mà không hề biết rằng con bà đã chết. Mãi cho đến sau này, ông ngoại tôi mới đem hồn của cô Thu lên chùa Bửu Pháp Tự để cho vong hồn cô ngày đêm được nghe đọc kinh và siêu thoát. Cần Thơ, ký sự 12 giờ. Câu chuyện thứ hai, quỷ bắt hồn con nít. Câu chuyện này cũng là một trong số ít những chuyện hy hữu nhất mà tôi được may mắn chứng kiến khi còn là một cô bé. Có một hôm vào buổi trưa, khi tôi đang mải mê ngồi chơi đùa trước sân nhà, nhà tôi hồi đó ở trên đoạn đường Hùng Vương, nhưng lại gần một con hẻm. Vậy là chuyện mới bắt đầu xảy ra từ đó. Hôm đó cô cháu gái bé nhỏ của ông Chính vẫn chơi đùa như mọi khi trước sân nhà. Ngó ra ngoài chỗ cái cột điện gần đầu hẻm nhà, tôi thấp thoáng thấy có một bà chị đang ru con ngủ. Trong lòng ngực tôi bỗng dưng thấy thấp thỏm lo âu đến kỳ lạ. Đối với tư tưởng của một cô bé còn trong độ tuổi ngây thơ ngày ấy, kỳ thực là chẳng hiểu được gì về thế giới tâm linh đầy mụ mị đó cả. Nhưng những chuyện mà tôi đã từng trải qua khi còn sống với ông bà ngoại là những điều cực kỳ dị thường mà tôi từng được biết. Tôi còn nhớ như in, cái buổi trưa hôm ấy trời cứ âm u khó lường. Những cái chuông gió treo trên ban công nhà ông ngoại cứ được thể mà reo lên, đông đưa rồi phát ra những âm thanh như chuông báo thức. Ông ngoại tôi khi đó nằm trên chiếc ghế bố. Vì ông nằm ngủ ở ngoài ban công, cho nên khi nghe được tiếng chuông gió, ông liền giật mình tỉnh dậy. Ông ngoại của tôi ngó xuống dưới, nhìn qua chỗ tôi, xong rồi lại nhìn ra ngoài đầu hẻm nhà mình. Lúc đó không hiểu sao ngoại tôi mới hớt hải nhảy từ ban công đáp nhẹ xuống dưới đất. Vì lầu nhà tôi được xây dựng cũng rất thấp, cho nên ông mới tiện thể mà phóng đại xuống như vậy. Ông ngoại tôi lúc bấy giờ mới tức tốc chạy ra, lôi cho bằng được hai mẹ con của chị gái kia và cả tôi vào trong nhà. Khi đó cửa nhà cũng đang khép hờ, chỉ chừa một cái khe hở nhỏ đủ cho một người đi vào. Vậy mà khi đó ông ngoại đạp một cái là cả hai chị em và đứa nhỏ lọt thẳng vào bên trong. Rồi ông nói giọng vào: "Mày đưa đóng cửa lại liền cho ông, chạy lên bàn thờ cúng tiền chờ ông. Một lát nữa đó ông vô, nghe chưa?" Bà chị bồng đứa con trai, dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng dẫn tôi lên gác ngồi chờ ông tôi trở vào. Ngồi trước bàn thờ, tôi vẫn nghe rõ những âm thanh đì đùng ở bên ngoài. Nó cứ như một trận xung kích của một toán binh lính vậy. Đến hồi chập đâu nửa tiếng sau, ông ngoại tôi mới mở cửa ra bước vào trong nhà, rồi đóng cửa lại liền ngay sau đó. Ông bước lên bàn thờ thắp cho cửu tuyền và trước bát hương thờ lão sư của ông, mỗi bên ba nén nhang. Xong rồi quay sang chỗ tôi mà nói: "Nè, mời mốt đó con có ra ngồi chơi trước sân mình, nhưng mà nếu có thấy ai mặc bộ đồ màu đỏ mà trang phục nó giống như trên mấy cái phim cổ trang Trung Quốc mà con hay coi đó,
Con nhớ là khi gặp nó thì phải chạy liền vô trong nhà nghe chưa. Hoặc là nếu gần đó có cái nhà nào đó thì cứ chạy thẳng vô trong đó mà trốn, đừng bao giờ quay đầu nhìn lại, nghe chưa Trân? Nói rồi ông lại lấy ra lá bùa nho nhỏ đeo vào cổ chị gái kia và cả đứa bé nữa. Xong phải đợi đến chiều tối ông mới cho về. Thời gian sau đó hai mẹ con chị kia cũng ra nước ngoài. Mãi cho đến mấy năm về sau, chị ấy về gặp tôi và ông ngoại. Chị mới kể lại cho tôi nghe về câu chuyện năm đó. Chị nói rằng cái hôm mà xảy ra chuyện, chị đứng ru con ngay ở khúc hẻm gần nhà tôi. Quả thật là trưa hôm đó chị có gặp phải một người ăn bận đúng y những gì mà ông ngoại tôi nói. Vừa may là khi đó ông ngoại tôi kéo chị vào, chứ nếu không thì đã bị bắt mất đứa con rồi. Chị còn nói rõ đó là quỷ chứ không phải là người, vì chị không thấy rõ gương mặt phía sau cái nón. Với lại ông ta không có chân. Buổi trưa nhất là 12 giờ, giờ đó là giờ chí âm, cho nên ma quỷ cũng đặc biệt nhiều. Mà ngã tư đường, những con hẻm lại là những nơi tụ tập của chúng, cho nên ông ngoại tôi mới dặn dò kỹ càng như vậy. Bởi vậy mới nói có thờ có thiên, có kiêng có lạnh. Nên những chuyện dù tưởng rằng là bình thường, nhưng biết đâu đó ở thế giới bên kia lại là điều cấm kỵ thì sao? Cần Thơ, ký sự 12 giờ đêm. Câu chuyện thứ ba, bóng người dưới sông. Ngày trước, tôi vẫn như mọi khi, ông ngoại là ông Chính Dận đi đâu thì tôi cứ chạy đi theo đó. Đến độ cả gia đình thường hay gọi tôi là cái anten của bà ngoại. Cứ hễ ông đi đâu làm gì là khi trở về tôi đều báo cáo lại cho bà ngoại biết hết. Nhưng mà dẫu sao thì ông bà vẫn thương tôi vô bờ bến. Tôi còn nhớ ông và tôi ngày trước thường hay đi giang sông. Chỗ mà khi nhìn qua bên kia chính là chợ An Nghiệp. Mẹ tôi hồi đó bán trái cây bên chợ An Nghiệp, cho nên phải đi giang sông để đến bến ghe qua chợ cho nó nhanh. Chứ mà đi cầu rồi đánh một vòng vô chợ, người thì đông đúc, chỗ bán của mẹ tôi hồi đó cũng nằm ngay giữa, cho nên cũng khó bon chen. May nhờ đi như vậy mà rất đỡ tốn thời gian. Chỗ mà mẹ tôi buôn bán lúc bấy giờ cũng là nhờ ông ngoại đứng ra tìm cho được cái chỗ ưng ý, rồi cũng trấn trạch đủ mọi thứ mới buôn bán được thuận lợi. Hồi đó gia đình tôi có quen ông Tư, người ta thường gọi là ông Tư Què, vì ông bị mất hết một chân. Nhà ông Tư ngày đó cũng ở ven con sông. Cứ ngày đêm bất kể nắng mưa, ông Tư đều phải lặn lội đi bán vé số dọc theo con rạch Cái Khế. Có hôm còn lội qua tận bến xe Hùng Dương ngày trước để bán nữa. Ông ngoại tôi thường hay mua vé số giúp cho ông Tư, kiểu như mua giùm một hai tờ thôi, vì vốn dĩ ông ngoại đâu có chơi vé số. Cái thời đó tuy một tờ có 2.000 thôi, nhưng mà làm cho người ta thấy ấm cúng lắm. Rồi đến một thời gian sau đó, gia đình tôi không còn thấy ông Tư Què đi bán vé số nữa. Có một hôm ông ngoại tôi đi tập thể dục về, lúc đi trên cầu Nhị Kiều mới vô tình thấy ông Tư ngồi xe lăn, chứ không phải chống gậy đi như mọi khi. Ông tôi lúc đó cũng bàng hoàng. Ủa chú Tư, lâu quá không gặp ha, ông trại đâu mà không thấy chú đi bán vậy? Ông Tư lúc này cũng thay đổi nét mặt, cái vẻ mặt như sợ sệt một điều gì đó, đôi mắt cứ đảo lia lịa đáp. Cậu Chính, cậu dắt tôi xuống dưới dốc cầu được không cậu? Ghé quán cà phê nào đó đi, rồi tôi kể cho cậu nghe. Chứ đứng ở đây tôi nhớ lại mà sợ quá cậu à. Nghe vậy, ông ngoại tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng dẫn ông Tư xuống dưới dốc cầu,
tấp vào một quán nước gần đó, cầm ly cà phê đá trên tay mà ông Tư cứ rung rung, uống nhẹ một cái. Và ông bắt đầu kể lại. Có một hôm, ông Tư đi bán vé số từ bến xe đổ về. Giờ đó cũng gần 10 giờ đêm rồi, mà lại phải đi men theo con rạch Cái Khế để về nhà. Hồi đó làm gì có đèn đường đâu, chỉ nhờ vào những ánh đèn của mấy ngôi nhà gần con sông hắt ra mà đi theo thôi. Đêm đó cứ đinh ninh trong bụng là đi về nhà rồi sáng mai bán tiếp. Vậy mà đi được một đoạn dọc con sông thì lại thấy có một bóng người ở phía xa xa đứng ngoắc tay. Rồi bất chợt một cơn mưa trút xuống, khiến cho ông Tư không thể chạy nhanh đến chỗ bóng người đó. Nhưng một người như ông Tư thì việc chạy nhanh cũng là điều hơi khó. Ông cứ khập khiễng bước đi trên con đường mòn đã ướt sũng nước mưa. Cứ tưởng là có người mua vé số, nhưng khi chạy gần đến nơi thì ông Tư mới giật mình khi thấy cái bóng người đó đang đứng ở giữa sông. Người đó như thể đang nổi trên mặt nước vậy. Điều lạ là giữa trời mưa ầm ầm như vậy, mặt nước chỗ người đàn ông đó lại im ru, chẳng hề có một tiếng động gì. Cho đến khi cái bóng người đó lướt từ từ trên sông rồi đứng gần bên bờ, thì lúc này ông Tư mới nhìn rõ được dáng người đó. Thì ra là một người phụ nữ. Bà ta mặc một bộ đồ màu lam, lại còn đội nón lá. Ông Tư nghĩ trong lòng, trời tối hù, mà bây giờ mưa xối xả, cái cô này ở đâu ra vậy không biết nữa. Vừa suy nghĩ miên man, ông Tư vừa điếng người nhận ra người phụ nữ đó từ khi đứng ở dưới con sông kia cho đến bây giờ, bà ta chẳng hề bị ướt một chỗ nào cả. Biết là có điềm dữ, nhưng vẫn cố trấn an mình, ông Tư lay lay người đàn bà đang đứng trước mặt chừng một cánh tay. Nè cô dì ơi, cô mua vé số hả cô? Bầu trời vẫn cứ mưa đì đùng, chập choạng còn có tiếng sét nổ vang trời. Nhưng người đàn bà đội chiếc nón lá kia vẫn đứng trân trân một chỗ, không nói gì. Ông Tư lại nói tiếp. Nè cô dì ơi, cô mua. Chưa kịp nói hết lời thì một cơn gió thổi ngang qua, vô tình làm chiếc nón rơi xuống đất, để lộ ra một cảnh tượng hãi hục ngay trước mặt ông Tư. Lúc đó là một người phụ nữ không có đầu. Trời đất ơi, má. Ông Tư quay ngoắt người chạy thục mạng giữa màn đêm đang trong cơn mưa. Ông chạy tới gần đầu cầu. Thời đó chỗ đoạn đó có một cái xưởng gỗ. Ông Tư cứ chạy rồi ngã nhào ra bãi gỗ, rồi lăn đùng xuống sông. May là nước ở hai bên mé sông cũng cạn. Ông Tư té rồi nằm lại luôn ở đó. Phải mất một lúc lâu sau mới có người sống trên một cái ghe gần đó, nghe tiếng ông kêu cứu mới chèo lại vớt ông lên. Nằm viện ly bị suốt một tuần lễ sau, ông Tư sau lần đó nghỉ bán vé số luôn. Lúc xuất viện, người nhà đưa ông về. Đi ngang đoạn đường đó, ông thấy rõ có một cái chiếc nón nằm bên đường ngay chỗ tối hôm nọ. Điều đó càng khiến cho ông Tư chắc nịch thêm về những chuyện ly kỳ mà ông đã gặp trong cái đêm hôm ấy. Khi nghe ông Tư kể lại toàn bộ sự việc, ông ngoại tôi lúc bấy giờ cũng cho ông Tư một lá bùa đeo vào cổ. Ngày đó tôi đi theo ông ngoại, cho nên cũng được nghe hết tất tần tật mọi chuyện. Nghe nói chỗ mà ông Tư gặp ma bây giờ đã xây bờ kè, mà trên bờ kè đó còn có một cái chùa, người ta hay gọi là chùa nữ, vì bên trong chùa toàn là người nữ thôi. Ngày nào cũng nghe các ni cô đọc kinh siêu độ. Riêng tôi, kể từ khi nghe được câu chuyện đó, cứ mỗi lần đi ngang qua là miệng cứ mãi niệm Nam Mô.
Cần Thơ, ký sự 12 giờ đêm. Câu chuyện thứ tư, đi theo người chết. Câu chuyện này xảy ra cũng đã lâu lắm rồi. Tôi còn nhớ năm đó là năm đầu tiên tôi học ở một trường trung học. Lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường ấy, tôi choáng ngợp trước cái diện tích rộng lớn của ngôi trường đã mang lại cho tôi. Nó cứ như một thành phố thu nhỏ vậy. Tôi học bên khoa công nghệ thông tin, nhưng đường từ ký túc xá qua khu đó chắc cũng mất độ 15 phút đi bộ. Nói về khu ký túc xá của trường thì khỏi nói, nó rất đẹp, lại còn mới nữa, lại còn có cả wifi. Chỉ mỗi tội là không được nấu ăn trong phòng mà thôi. Tôi ở cùng với ba cậu bạn ở khoa khác. Phòng của chúng tôi thì nằm ngay bên dãy lầu phòng của bọn con gái, nhưng do tất cả đều được xây gần với mép tường, ngăn cách giữa trường và bên ngoài, cho nên ban đêm từ cửa sổ nhìn ra nó hơi âm u một tí. Bởi bên bức tường kia toàn là cây cối tùm, đâu có đèn đường gì đâu. Dẫu cho ở phía bên trong trường, cứ cách vài chục mét là có một cột đèn riêng, nhưng nó vẫn cứ âm u. Vào một buổi tối, cả bốn thằng đực rựa đang ngồi trong phòng. Đứa thì bấm điện thoại, đứa học bài, đứa đọc sách. Thì trong phút suy tư, tôi đứng bên cửa sổ. Đột nhiên, bất thình lình, một cô gái từ trên cao của dãy lầu đối diện nhảy vụt xuống dưới, nằm bẹp dưới đất. Tôi không nhìn lên trên cho nên không biết rằng cô ấy ở lầu mấy. Máu chảy ra cả một vũng to. Tôi hốt hoảng gọi lũ bạn chạy ra cửa nhìn xuống. Thằng nào cũng tá quả, vội vàng chạy xuống dưới xem tình hình rồi báo cho người lớn biết. Giây phút đó tim tôi như thắt lại, vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Khuôn mặt biến dạng, toàn máu với máu, tay chân cứ quẹo lơ như những con rối bị hư. Có chỗ tôi còn thấy rõ xương nó bị lòi ra ngoài, mắt mở trân trân nhìn về một hướng nào đó. Lúc đó cũng gần 10 giờ đêm rồi. Đa số các bạn trong phòng khác đều đã đi ngủ, cho nên cũng chỉ có vài người biết rồi chạy ra coi. Có vài đứa vừa nhìn thấy máu thì đã xỉu lên xỉu xuống, nôn thốc nôn tháo ra rồi. Những ông thầy có mặt ở đó vội quơ tay kêu bọn tôi trở về phòng ngủ hết đi, để cho người lớn giải quyết. Cho nên tất cả đành trở về phòng. Phải nói thật là đêm đó tôi không tài nào ngủ được, vì cái hình ảnh kinh dị đó cứ hiện mãi lên trong đầu tôi. Phải đến sáng hôm sau tôi mới ngủ bù lại được. May là hôm đó không có học hành gì, cho nên được ngủ một giấc tới trưa. Thế là đám tang của bé T được tổ chức ngay sau đó. Trong phòng chỉ có mỗi thằng H là quen thân với con T thôi, cho nên chỉ có mình nó đi dự. Nghe thằng H nói là đồ đạc và kể cả điện thoại của chúng nó hay liên lạc với nhau cũng được tận tay thằng H đem giấu và bỏ vào quan tài chung với xác con T. Vài ngày sau, mọi chuyện lắng xuống, thì bên dãy lầu của đám con gái đối diện lầu của tôi cứ hay bàn tán xôn xao về bọn nhỏ, về một câu chuyện mà bọn nhỏ hay gặp ma mỗi khi đi đêm về. Dù là mới 7-8 giờ tối, nhưng mấy nhỏ vẫn cứ khăng khăng là mình gặp ma. Đứa bảo thì thấy con bé T nó đứng ngay hành lang lầu 5. Đứa thì vừa bước vô phòng thì thấy con bé T nó từ cửa sổ phóng xuống. Lại còn có đứa bình thường không thấy gì, nhưng đến khi ngủ thì y như rằng bị con T nó đè muốn ngộp thở. Hễ cứ nằm xuống là bị đè riết rồi. Cũng có nhiều đứa sợ xin đổi sang phòng khác, thậm chí là mướn trọ ở ngoài. Riêng tôi và đám bạn cùng phòng thì vẫn cứ ung dung, vì tuổi này chả có đứa nào sợ ma cả, trừ tôi ra. Đến một hôm, trong đám không tin là có ma, cho nên một đứa đã rủ bọn tôi cùng chơi cầu cơ để thử gọi con bé T ấy lên hỏi thăm. 10 giờ đêm, cả bọn cùng nhau tắt đèn, đốt nến lên,
và Tụng lại đặt tay lên bàn cơ đã chuẩn bị sẵn để tiến hành gọi hồn. Đoạn này tôi xin phép cho qua, vì chắc là ai cũng biết cách gọi hồn linh thiêng này rồi, cho nên tôi không nhắc lại. Một đám bốn đứa ngồi đọc đi đọc lại thần chú gọi hồn tầm nửa tiếng sau, nhưng vẫn không thấy gì. Vậy là cả bọn hụt khẩn vì nghĩ rằng trò chơi này không có thật. Cả đám rút tay ra và lăn lên giường ngủ. Chỉ còn lại đây mình tôi ngồi đó với bàn cầu cơ, đang chơi còn dang dở. Theo nghi thức thì phải thổi tắt nến, trò chơi mới được kết thúc. Tôi đắn đo suy nghĩ giây lát, thì từ bên ngoài cửa tôi nghe được tiếng bước chân của ai đó đang bước từng bước to dần, cứ lọc cà lọc cọc. Âm thanh giòn giã ngày một rõ dần hơn trong đầu tôi. Tiếp ngay sau đó là tiếng khóc của một cô gái. Tôi quay sang nhìn đám bạn. Cái lũ này ngủ gì nhanh như chết vậy? Dù là thường ngày cũng sợ ma lắm, nhưng mấy âm thanh đáng sợ đó cứ khiến cho tôi tò mò và khó chịu. Tôi đành phải từ từ mở cửa ra ngoài, coi có ai hay không, hay là có đứa nào chọc phá không. Tôi thổi tắt nến và bước ra mở cửa. Tiếng cót két của bản lệ vang lên, cánh cửa mở ra trong hồi hộp. Tôi đưa đôi mắt từ từ nhìn ra ngoài. Chẳng có ai ngoài kia. Những cơn gió lạnh bất chợt cứ thổi phà vào mặt tôi, làm cho tôi rùng mình. Nhưng bất đình lình, một lực đẩy mạnh của ai đó, tôi bị ngã ngược ra sau, mém tí là té rồi. Vội lấy lại thăng bằng, tôi mới kịp đóng cửa lại rồi leo lên giường nằm. Vừa mới lấy cái chăn dưới chân kéo lên thì bất chợt tôi thấy một cái bóng đứng đối diện với giường của tôi, nhìn tôi một cách lạnh lẽo. Tôi dụi mắt và thầm nghĩ, là gì? Nằm giường tận ở trên mà sao có đứa nào đứng dưới chân mình nhìn mình vậy? Tôi quơ đại cái kính cận đeo lên nhìn cho rõ, nhưng khi đeo kính vô lại không thấy gì. Tháo kính ra thì cái bóng ấy lại hiện ra đứng nhìn. Tôi cận chỉ vài độ thôi, nhưng cái bóng trước mặt tôi ngay lúc đó nó không nhỏ, cho nên không thể nào là qua mắt được. Tôi vội lay người thằng G ở giường dưới dậy, hỏi nó, nhưng nó bảo là không thấy gì, rồi quay qua ngủ tiếp. Tôi đành nằm đó ngủ, nhưng thực chất là tôi không tài nào ngủ được. Chứ những âm thanh ban nãy ngoài cửa giờ đây cứ vang lên từng nhịp như chuông báo thức. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Cái cửa sổ vẫn chưa đóng, màn kéo lại phủ kín cửa, cho nên mỗi khi gió thổi vào thì bức màn cứ bay la đà như ai đó than thở ngoài đêm vậy. Cho đến khi tôi sắp nhắm mắt ngủ vì mệt, thì bên giường kia thằng Hắc tự dưng người nó co giật, ú ớ không nói nên lời, miệng sùi bọt mép ra. Tôi cuống cuồng bật đèn dậy, nhưng điện trong phòng đã tắt. Tôi gọi cho hai đứa còn lại thức dậy, lay lay người thằng Hắc, nhưng nó mãi không tỉnh. Mắt nó cứ nhìn lên trần nhà mà miệng trào bọt mép và nói câu được câu mất. Nó về. Chiếc điện thoại bên cạnh của nó cứ tút tút kêu lên liên tục. Cả bọn sợ quá, cho nên tức tốc đưa nó đi bệnh viện. Lúc đó tôi mới hay là nó bị nhồi máu do tác động từ bên ngoài lên não. Nó chết ngay trong đêm đó. Vài ngày sau, tôi trở về phòng tìm đồ đạc của nó để gửi cho gia đình, thì vô tình thấy cái điện thoại. Tôi tò mò mở ra xem. Lúc đó tôi mới xanh mặt khi nhìn thấy dòng tin nhắn mà người gửi là con bé T.
Từ đây tôi mới biết được rằng hai đứa này nó quen nhau, nhưng không rõ gì lý do gì mà con Tê lại chết, rồi sau đó kéo thêm thằng Hắc nữa. Tin nhắn chỉ dõn dẹn là: mình gặp nhau được không? Tôi tự nghĩ có lẽ ngay đêm đó chúng nó đã gặp nhau. Nhưng mà con bé Tê chết rồi thì gặp bằng cách gì đây? Rồi tại sao số con bé Tê lại vẫn còn nhắn tin được, trong khi đồ dùng của con bé ấy đều đã được chôn cùng nó xuống dưới mộ? Cần Thơ, ký sự 12 giờ đêm. Câu chuyện cuối cùng: cái giếng sau hè. Chuyến xe đò xuôi ngược từ Bình Dương về đến Cần Thơ giữa đêm khuya, cuốn theo đó là cái lạnh rét run người, khiến cho Du phải vội kéo cửa sổ bên hông xe lại. Cậu ngồi tựa vào ghế, nép người vào một bên chợp mắt đi, trong khi chiếc xe vẫn lăn bánh không dừng. Như mọi năm, Du đều đi xe đò để về quê ăn Tết. Gió đồ lũ phủ khiến cho cậu phải chật vật lắm mới cho chúng yên vị dưới chân mình. Tuy đồ đạc không nhiều, nhưng những thứ lặt vặt thì lại nhiều quá đỗi. Nào là chả lụa, bánh tét, bò khô, lại còn có cả hai trái dưa hấu dành để đem cúng trên bàn thờ. Giữa chừng chú Tư Hải cất tiếng: "Ý nè, gần đến bến xăng nhà bà Năm Kiều rồi, thằng Du đâu rồi? Chuẩn bị xách đồ xuống bến nha con." Chú Tư Hải là cánh tài xế xe đò lâu năm mà Du biết duy nhất trên chuyến xe. Bởi nhờ vào sự quen biết đó mà Du mới có được một chỗ ngồi lý tưởng để về quê ăn Tết, mà không sợ phải ngồi chen lấn chật chội với người khác. Nói đoạn, có người ngồi bên cạnh vỗ vai Du vài cái rồi nói: "Ê nè em trai ơi, gần tới bến rồi đó em." Du giật mình tỉnh dậy, đưa đôi mắt nhìn quanh rồi đáp: Em cảm ơn chị." Chuyến xe vẫn chạy trên đường, Du ngồi sắp xếp lại mớ đồ đạc để chuẩn bị xuống xe cho gọn. Chị hành khách ngồi kế bên thấy đồ đạc nhiều cho nên cũng tò mò hỏi: "Bộ về quê ăn Tết hả?" "Dạ đúng rồi đó chị." "Hèn chi, thấy em á, mua hai trái dưa bự mà đẹp quá trời." Du nhìn chị hành khách khen dưa mình lựa mua đẹp cho nên cũng vui trong lòng. Được chừng 5 phút sau, chiếc xe dừng lại. Chú Tư cũng dục Du thêm một lần nữa: "Tới bến rồi Du ơi, con xuống lẹ đi. Cái chỗ này đậu lâu mấy tay công an chuyên ăn đêm bị phạt đó." Du đáp vội: Dạ con xuống liền nè. Chị ơi, chị xách giùm em cái vỏ đồ này xuống với." Chị hành khách ngồi kế bên nghe xong cũng nhanh tay kéo nhẹ cái ba lô đồ của Du đem để xuống chân cầu thang xe, sau đó lại yên vị trở lại trên ghế ngồi. Khi Du vừa bước xuống, chiếc xe cũng vội nổ máy mà tiếp tục lăn bánh. Chú Tư Hải lúc này mới nói với theo: "Về tới nhà nhớ cho chú hỏi thăm ba má chứ mấy cô cậu ở nhà nghe Du." Vậy là cuối cùng cũng về đến quê. Đứng ở một ngã ba đường giữa trời tờ mờ sáng, nhà nằm tận trong vùng sâu vùng xa, cho nên Du phải xách cọng kềnh đóng đồ đi rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh, rồi đi một đoạn dài. Khi đến gần một cây dừa, lúc nãy mới lộ ra con kinh nhỏ nằm song song với đoạn đường mà Du đang đứng. Như biết trước được chiếc ghe neo ở bên gốc dừa, Du hí hửng chất đồ xuống ghe, rồi tháo dây quấn trên cây cọc gỗ, cứ thế mà chèo qua bên kia sông. Lúc bấy giờ chó trong nhà ông Năm Sang sủa lên inh ỏi. Hai vợ chồng ông bà Năm nghe vậy cũng vội đi ra cửa ngó theo. Du chèo qua gần tới bờ bên kia, thấy ông bà Năm, cậu vui mừng vẫy tay: "Ba má, con về rồi nè." Bà Năm vừa nghe hết câu liền vội chạy nhanh ra bờ để nhìn cho rõ. Khi thấy được Du, bà cũng vui mừng kéo tay ông Năm: "Ông ơi, thằng Du á, nó trên xì phố, nó về kìa ông ơi."
Ông Nam Sang nghe vậy cũng cười tươi như hoa, nhưng không nói gì. Sau khi Du chèo qua đến bờ, ông bà Năm hớn hở dìu cậu lên, rồi xách phụ Du đồ đạc. Bà Năm nói: "Trời ơi, bây về á là tía má mừng lắm rồi, còn mua đồ chi lũ khổ vậy con?" Du cười xòe xòa: "Dạ có gì đâu má, làm cả năm mới về một lần, mua cho nó đáng. Với lại mua là mua cho nhà mình xài, chứ có ai xa lạ đâu." "À mà phải rồi, đám nhỏ đâu rồi má? Con Lam, thằng Hậu với con Út Thảo đâu?" Nghe nhắc đến con Hai Lam, ông Năm nghẹn nghẹn trong lòng. Con Hai nó chết hơn nửa năm nay rồi. Trời đất, sao không ai nói con nghe hết vậy? Ông Năm định nói gì thì bà Năm vội che miệng ông lại. Tía bay á, tính điện lên cho bay hay đó, mà má không có cho. Tao sợ bay buồn rồi mất công từ xa đi về đây nữa. Du ngồi phịch xuống bộ ghế giữa phòng khách, mặt buồn thiêu. Cậu hỏi tiếp: Rồi sao con Hai nó chết vậy má? Bà Năm ngồi xuống rót miếng trà uống cho thấm giọng, xong lại thở dài. Bữa đó ba đứa tụi nó chơi với nhau sau hè. Bay còn nhớ cái giếng sau hè nhà mình không? Nó giỡn làm sao á, rồi con Hai nó bị thằng Hậu lỡ tay xô xuống giếng chết. Ba bay á la tụi nhỏ cả tuần lễ, rồi cái giếng cũng được đậy lại luôn từ đó, không có dùng nữa. Trời ơi, năm nào con cũng nhắc ba má hết, kêu lắp cái giếng lại đi, xài nước máy cho sạch, với lại còn tiện lợi nữa mà không nghe. Trời ơi, bây giờ đã xảy ra chuyện rồi. Ông Năm nãy giờ không nói gì, vội lên tiếng: "Ôi, thì tao cũng có nói với ma bay, bà có chịu nghe đâu. Bà cứ kêu là dùng nước giếng đi cho đỡ tốn tiền, vậy đó coi được không?" Nghe đến đây, Du mới hiểu ra mọi chuyện. Hai Lam và Út Thảo là con của chị ruột của Du. Du năm nay mới chỉ ngoài 25 thôi, chưa vợ con gì cả, cho nên cậu cưng hai đứa con gái của chị mình rất nhiều. Còn thằng Hậu là con của bà chị họ tên là Tâm. Chị Tâm cũng đi làm xa, cho nên mới để lại cho ông bà Nam Sang chăm sóc giùm. Ông bà thương là thương thằng nhỏ có hoàn cảnh cơ cực. Cha mẹ thì ly hôn lúc thằng Hậu mới sinh được 2 tháng. Nó theo ở với mẹ. Mà phía ông bà già nhà Tâm cũng chết sớm, cho nên ông bà Nam Sang cũng ráng nhận nuôi. Cũng may là mỗi tháng Tâm đều gửi tiền về phụ cho ông bà Năm nuôi thằng nhỏ. Riêng về chuyện con bé Hai Lam chết, cái độ tuổi chừng 7-8 tuổi thì có biết cái gì đâu, cho nên Du không trách thằng Hậu. Tối hôm đó là đêm đầu tiên ngủ lại ở ngôi nhà của ông bà Năm. Du vừa tấn mụn vừa nói: "Bữa nay cậu ba về, ngồi được ngủ chung với cậu ba là vui rồi nghe." Thằng Hậu ngồi bên cạnh cũng cười tít mắt. "Dạ." Bình thường hai chị em Lam và Thảo hay ngủ chung với bà Năm, còn thằng Hậu thì ngủ với ông Năm. Nhưng đêm nay Du về, và cũng từ đúng cái lúc mà con Hai Lam chết, thì chỉ còn lại Út Thảo ngủ với bà Năm. Ông Năm buộc phải ngủ một mình, vì tính ông xưa nay chỉ thích ngủ với vợ mà thôi. Còn lại Du với thằng Hậu thì ra bộ giạc dừa ngoài phòng khách để ngủ. Du xoa đầu nó nói tiếp: "Tới mùng xong á, nằm xuống ngủ nghe. Ông ngủ cho ngoan đó, nghịch á là tôi đánh đòn ông đó nghe ông tướng." Vậy là hai cậu cháu đặt lưng xuống, ngủ một mạch cho đến tận nửa đêm. Vẫn còn đang lơ mơ trong giấc ngủ, Du bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa ở phía sau hè. Tiếng gõ cứ gõ đúng 3 hồi rồi chợt dứt. Cứ thế mà cách vài giây thì tiếng gõ ấy lại phát ra 3 hồi. Du lăn qua lăn lại một lúc cũng bừng tỉnh dậy vì tiếng gõ ấy. Ngó sang thì thằng Hậu vẫn thấy nó ngáy ngủ phì phò như chết. Cậu bắt đầu ra khỏi mùng, bước ra
hé mở cánh cửa nhà sau rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Du bực bội: Giờ này á, khuya lơ khuya lắc mà ai gõ cửa ngoài kia vậy không biết nữa, ai vậy? Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng ếch nhái đì đùng mà chẳng có bóng ai. Du vội khép cửa rồi quay mặt vào trong ngủ tiếp. Vừa quay lưng đi thì tiếng gõ ấy bất thình lình lại vang lên. Du giật mình đứng khựng lại. Cậu ngạc nhiên khi nghe lại cái âm thanh đó. Từ từ quay người lại, tay run run mở cánh cửa ra, tiếp tục ngó đôi mắt nhìn ra ngoài. Nhưng ngoài cây cỏ tùm thì không gian tối như mực, chẳng thấy gì. Trong lòng hơi lo và bắt đầu nhận ra được cái thứ gì đó đang đùa giỡn với mình. Lúc bấy giờ Du mới chịu vào trong bếp lục ra một con dao phay rồi chắc nó vào chách cửa. Tiếng gõ lúc bấy giờ mới chịu dừng lại. Quay trở lại vào trong bộ giạc, Du ngủ thêm được một lúc thì cậu bắt đầu nằm mơ. Tâm trí của cậu dù vẫn tỉnh táo nhưng cậu vẫn thấy rõ có một đứa bé gái chừng 10 tuổi đứng đưa sát mặt vào giường chỗ thằng Hậu đang nằm. Lạ thay là dù nhìn cách mấy thì Du vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của con bé đó. Người ngợm nó ướt sũng, cánh tay nhỏ xíu bất ngờ chụp lấy cậu. Ma Du thét lên giữa đêm, mắt trợn trừng lên nhìn lại khắp giường, thấy thằng Hậu đang ngồi kế bên kéo tay. Du mới thở phào, quẹt mồ hôi trên trán rồi cậu hỏi: Gì mà giờ này chưa ngủ nữa? Thằng Hậu mặt nhăn nhó: Cậu ba ơi, con mắt tiểu quá, cậu ba dẫn con ra sau hè tiểu với. Nghe đến đây Du mới nhận ra là thằng bé đang ngồi trên giường vừa kéo tay cậu vừa nắm chặt vô cái đũng quần. Vậy dở mụn đi trước đi rồi cậu đi theo. Cậu ba đi một lượt với con đi, con sợ ma lắm. Vừa nói thằng Hậu vừa miếu máu năn nỉ Du. Thế vậy cậu cũng mò ra khỏi giường, dắt nó đi ra sau hè để tiểu. Nó chạy tít ra chỗ sau bụi cỏ đứng tiểu. Du đứng gần đó cũng vô tình trong mắt ra ngoài chỗ cái giếng. Ánh trăng len lỏi chiếu xuống và bất giác Du thoáng thấy có một bóng người đứng trên miệng giếng, quay lưng về phía mình. Nó đứng trừ trừ, mái tóc dài xõa ngang vai, rồi từ từ trút người xuống giếng. Lúc này Du mới hỏi thằng Hậu: Nè Hậu, cậu nghe nói cái giếng bị lắp lại rồi phải không con? Dạ chưa cậu, ông Năm mới đậy miệng giếng lại thôi, chứ chưa có tiền nhờ người ta lắp lại. Vừa dứt lời Du cũng rùng mình một cái, rồi chắc thằng Hậu chạy tót vào trong nhà. Vừa đi cậu vừa cố gắng không nghĩ tới cái bóng người vừa nhảy xuống giếng kia. Nhưng cái hình ảnh vừa rồi cứ in sâu vào trong trí nhớ của Du mà không có cách nào quên được. Khi bước đến gần ngưỡng cửa, thằng Hậu bỗng nhiên ngã người ra sau, nó la lên thất thanh: Chị hai, cậu ba cứu con, chị hai đến bắt con cậu ba. Nó khóc thét lên, nằm vật vã trên thềm nhà. Du vội chạy lại đỡ nó rồi trấn an: Nè, thôi nín đi, có cậu ba đây rồi, ma có gì đâu mà sợ con. Thằng Hậu vừa khóc vừa nói: Chị hai làm á, chị ấy mới vừa trong nhà bước ra, con nhìn chị ấy ghê lắm, ngồi ướt mềm mà. Mặt thằng Hậu tái xanh, nó khóc đến sưng mặt. Du phải bồng nó trên tay dỗ thì nó mới chịu nín. Lúc này nghe tiếng nội niêu dỗ đì đùng sau bếp, bà Năm mới thức dậy chạy tót ra sau nhà. Thấy Du đang ẵm thằng Hậu dỗ nó hết khóc cho nên bà hỏi: Ủa, vụ gì đó bay? Du đứng ôm thằng Hậu trong lòng đáp lời: Dạ má, thằng Hậu nó mắc tiểu, con mới dẫn nó sau hè nè, mà lúc đi vô nhà không biết làm sao, nó nói nó thấy con hai rồi khóc thét lên à. Bà Năm nhìn quanh rồi thở dài nói:
Thôi đi vô trong lẹ đi, để đó má coi. Dạ. Bà Năm dẫn hai cậu cháu vào nhà, khóa chặt cửa sau lại rồi bật đèn lên. Lúc này Du mới hoàn hồn khi thấy nhà cửa bề bộn, nước thì tràn lên láng từ cửa nhà sau lên đến phòng khách. Ủa vậy là sao vậy má? Bà Năm ủ rũ. Ôi, từ khi mà con Hai Lam nó chết cho tới bây giờ, đêm nào á nó cũng về phá hết, riết rồi cũng kệ luôn. Trời Phật ơi, vậy rồi sao mà ngủ? Má cũng không biết sao giờ. Sợ là sợ con Hai nó về á, nó phá thằng Hậu thôi. Vừa nói đến đây, thằng Hậu đang được Du bồng trên tay, tự nhiên nó nhảy dựng lên. Nó la ó ôm sòm, đôi mắt trợn ngược lên trắng giả. Du thả nó xuống đất, rồi nó mới được dịp quằn quại. Thằng Hậu uốn éo qua lại rồi nó lên cơn co giật. Bà Năm thấy vậy mới vội cuống cuồng chắp tay khấn. Hai ơi, bay chết linh thiêng á, bay đừng có về phá phách nữa. Thằng Hậu nó còn nhỏ dại, bay đừng có hù em nó nữa mà con. Vừa khấn xong, Du mới điếng người khi thấy thằng Hậu nó học máu. Nước mắt thằng Hậu bây giờ ứa ra nhòe cả mặt mũi, miệng máu toàn là máu. Du cố đưa tay hứng lấy, nhưng máu cứ trào ra, không tài nào dừng lại được. Ông Năm lúc này từ trong buồng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, liền chạy ra ẵm thằng nhỏ đặt lên trước bàn thờ, khấn lẩm bẩm vài câu rồi cắm nhang vào lư hương. Lúc đó thằng Hậu mới dứt tiếng khóc. Nó nằm bất động trước bàn thờ con bé Hai Lam. Trước sự chứng kiến của Du và ông bà Năm, ông Năm Sang vừa thở trong hồi hộp vừa cất lời. May mà tao ra kịp đó, chứ không á nó dắt thằng Hậu đi luôn. Má bày vậy á mà không cũng gọi tao vậy nữa. Thằng Du, mày có sao không con? Dạ không, con không có sao. Ông Năm nói tiếp. Ban đầu ba không có nghĩ là con Hai nó hành thằng Hậu nặng như vậy đâu. Thiệt tình là bởi nó yếu mạng quá cho nên mới phá phách như vậy đó. Chắc ngày mai để hỏi ông Thế còn sao mới được. Chứ vậy hoài thằng nhỏ sao mà chịu nổi. Bà Năm gật đầu rồi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Ông Năm xoa xoa lưng bà rồi nói tiếp. Thôi, mày coi lấy khăn lau người cho nó đi, rồi sáng mai ba tính. Sáng ngày hôm sau, Du lấy chiếc xe máy chở ông Năm và thằng Hậu lên xóm trên. Đứng trước một ngôi nhà cổ kính, ông Năm lớn tiếng gọi giới vào trong. Anh Thế ơi, anh có ở nhà không? Có, vô đi anh Năm. Từ trong nhà, một người đàn ông trung niên cũng chạc tuổi ông Năm bước ra mở cửa. Vừa thấy ông ta hớn hở. Trời ơi chàng ơi, bữa nay anh Năm đi đâu mà qua đây vậy? Ông Năm vội đáp lời. Chuyện là vậy, thằng cháu tôi nó bị trong hành xác, cho nên tôi đưa nó qua đây, nhờ chú coi giùm tôi. Vậy hả? Là cái cậu cao to này hả? Ông Thế quay sang nhìn Du một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp. Ủa, tôi thấy cậu này có bị gì đâu anh? Trời ơi, không phải là thằng này, cái thằng nhỏ kia kìa. Thằng lớn là con tôi, nó tên là Du đó. Ông Thế ngạc nhiên. Ôi trời ơi, thằng Du đây hả? Trời ơi, lâu quá có gặp đâu, bây giờ nó lớn dữ à nghe. Lúc này ông Năm mới xua tay. Thôi, ông cầu nhớ giúp giùm thằng cháu tôi đi, chứ rồi tôi lo nó qua không nổi đâu. Nghe đến đây, ông Thế mới dẫn cả ba người vào trong nhà. Ông dẫn vào tận trong buồng trong, rồi ra hiệu cho Du bế thằng bé Hậu đặt xuống trước bàn thờ tổ nhà ông Thế. Ngồi ở giữa phòng, trước mặt ông Thế là thằng Hậu đang ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh. Lúc bấy giờ ông mới lên tiếng. Tên nó là cái gì? Ngày sanh bát tự ghi rõ ra giấy đi.
Nói rồi ông Thế đưa cho ông Năm một mảnh giấy nhỏ và một cây viết chì. Sau đó ông Năm cũng nhanh chóng viết hết ra giấy rồi đưa lại. Nhìn sơ qua một hồi lâu, ông Thế đưa tay lên bóng độn qua lại. Ông ta nói: Trần Trung Hậu, ngài sanh chính khí, thọ mạng vững, không sao đâu, nó bị vong ở nhà hành hả bây? Du ngạc nhiên đáp: Dạ đúng rồi. Dạ sao chú biết vậy? Ông Năm nhìn qua Du ra hiệu cậu nên kiệm lời. Ông Thế lúc này mới nghiêm mặt nói: Cái vong này chết quan chết ức, lại còn rất trẻ nữa. Tới giờ thằng bé này vẫn còn sống thì cũng là phúc lớn lắm rồi đó nghe. Nhưng mà anh đừng có lo. Ông Năm mừng rỡ trong lòng, nói theo: Thì không ông, hồi đêm qua tôi tưởng nó chết luôn rồi đó. Nó bị học máu, hành như muốn chết đi sống lại mấy lần rồi. Thôi bây giờ như vậy đi, anh để nó lại chỗ tôi vài ngày, để tôi trị dứt điểm cái dòng kia cho anh. Rồi sau đó tôi gửi cho anh lá bùa để trị nó. Nghe theo lời tôi mà làm, ổn thỏ rồi á, tôi sẽ qua nhà anh để mà thu nó về đem vô chùa sau. Ông Thế lúc này mới ra hiệu cho Du và ông Năm xê ra một chút để ông ta hành pháp. Ông quỳ gối, mặt quay vào bàn thờ đốt chọi ba cây nhang rồi cắm vào lư hương. Sau đó lại lấy thêm một lá bùa bên hông bàn thờ, niệm lẩm bẩm trong miệng, rồi hớp một ly rượu trên bàn phun vào người thằng Hậu. Thằng bé hơi run run nhưng ông Thế liền chỉnh cho nó ngồi ngay lại, kéo tay nó ra rồi dùng kim chích vào đầu ngón tay của nó đến bật máu. Ông chấm dội vào trong lá bùa khi nãy rồi tiếp tục khấn. Chừng vài giờ sau, ông đốt lá bùa lên rồi quơ quơ trên đầu thằng Hậu. Lúc này nó mới cảm thấy khá hơn. Xong rồi đó, chướng khí tan rồi. Giờ thì cầm lá bùa này đem về dán vô cái giếng. Đúng 7 ngày sau tháo ra rồi lắp cái giếng đó lại liền. Nhớ là tháo bùa ra rồi đốt, bỏ vào trong miệng giếng, xong rồi mới lắp lại nghe chưa. Nếu mà anh Năm làm sai cái bước nào đó thì hơi mệt đó. Nghe ông Thế nói vậy, ông Năm cũng đổ mồ hôi hột. Thấy như vậy, ông Thế lại phì cười. Thôi, nói vậy thôi, chứ không có gì đâu. Mệt là mệt tôi, chứ có mệt anh đâu mà anh sợ. Sau cái lần đó trở đi, thằng Hậu sau này lớn lên không dám nghịch dại phá ai nữa. Còn Du, sau năm đó cũng bắt đầu về thăm quê nhiều hơn. Cho đến khi lấy vợ về ở với ông bà Năm Sang, sanh thêm một đứa con gái xinh xắn. Và lúc đó, những ám ảnh về câu chuyện của con bé Hai Lam mới thực sự chấm dứt. Các bạn vừa nghe xong tập truyện ma rất là hay của Tiểu Hỏa Long, Cần Thơ, ký sự 12 giờ đêm. Hẹn gặp lại các bạn vào tối Chủ Nhật với tập 1 của bộ truyện Bốc Mộ Tập Thể của tác giả An Nhiên nhé. Đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để mà ủng hộ cho Nguyễn Huy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt.